Xin kính chào quý khán giả. Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là sự nỗ lực vươn lên vượt khó của bà con nông dân, mà trong những năm gần đây, nền nông nghiệp của Việt Nam nói chung và của khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng đã có bước tăng trưởng đáng kể. Đến thời điểm này thì có thể khẳng định là mô hình tăng trưởng của nền nông nghiệp Việt Nam đã gần chạm ngưỡng. Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến của các chuyên gia kinh tế cũng như là chuyên gia nông nghiệp, nếu tăng trưởng nông nghiệp chỉ dựa vào sản lượng và năng suất thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và xã hội. Hiện nay thì nhiều sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam cũng như là của đồng bằng sông Cửu Long nói riêng vẫn chưa đảm bảo tiêu chuẩn quy chuẩn quốc tế, cho nên là khó mở rộng được thị trường tiêu thụ và đặc biệt là tính cạnh tranh còn rất thấp. Như vậy thì làm thế nào để hướng nền nông nghiệp của chúng ta phát triển một cách bền vững, từng bước đạt được mục tiêu mà chính phủ đề ra? Đây cũng là nội dung mà hôm nay chúng tôi xin được đưa ra bàn luận trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Và trước hết thì Cảnh Quyên xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời sẽ cùng tham gia trao đổi trong chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Bùi Chí Bửu, một chuyên gia nông nghiệp hàng đầu của Việt Nam, hiện đang công tác tại Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Công nghệ cao Đồng bằng sông Cửu Long. Và vị khách mời thứ hai, Cảnh Quyên xin được trân trọng giới thiệu ông Dương Hùng Đỗ, Chủ tịch Viện Công nghệ Sinh học miền Nam. Trước hết thì Cảnh Quyên xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia trao đổi trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Thưa quý khán giả, thực hiện chủ trương canh tác nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, những năm gần đây thì các địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tập trung khuyến khích bà con nông dân nhân rộng và phát triển nhiều mô hình canh tác mới, từng bước thích ứng với môi trường sinh thái cũng như là điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, đặc biệt là những mô hình như là nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sạch, nông nghiệp xanh và đặc biệt là nông nghiệp hữu cơ. Không chỉ giúp cho bà con nông dân gia tăng lợi nhuận, nâng cao thu nhập đâu, mà những mô hình này còn góp phần rất lớn đưa nền nông nghiệp phát triển đúng hướng và hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực một cách tự tin hơn. Và trước khi bước vào nội dung trao đổi ngày hôm nay, chúng ta cùng theo dõi một đoạn phim ngắn ngay sau đây. Năm năm trở lại đây, hàng loạt mặt hàng nông sản tiềm năng như gạo, nấm rơm, trứng vịt, thịt, heo rừng, rau củ quả và đặc biệt là xoài trái đã được nhiều nhà nông tỉnh Đồng Tháp chú trọng áp dụng quy trình sản xuất sạch an toàn. Hiện tại, Cao Lãnh là huyện đứng đầu cả tỉnh về triển khai các mô hình canh tác nông nghiệp hữu cơ an toàn. Trong số này có hơn 5.000 hecta cây ăn trái mà chủ yếu là xoài cát chu, cát quả lọc. Thực hiện theo cái mô hình mà sản xuất xoài an toàn á, thì như vậy là cái điều thứ nhất á là mình bán ra thị trường và nó được giá và mình được thị trường chấp nhận. Rồi cái thứ hai nữa đó là mình sản xuất theo cái quy trình á, mình bao trái như thế nào nè. Thì như vậy là nó sẽ giảm cái chi phí, nó giảm cái giá thành đầu vào, thì như vậy nó tăng cái lợi nhuận lên. Thì chính từ những cái việc làm sản xuất theo cái hướng an toàn đó, thì hội làm vườn đã từng bước giúp cho bà con nhà vườn là tạo ra một cái sản phẩm thân thiện với môi trường, đảm bảo cái chất lượng tốt. Nó đã góp phần vào cái tiêu chí là xuất khẩu cho các thị trường trong và ngoài nước trong thời gian qua. Nhìn chung, các sản phẩm nông nghiệp sản xuất theo tiêu chuẩn GAP và hữu cơ luôn có giá bán cao hơn từ 10 đến 15%. Chính điều này, 5 năm trở lại đây, công ty Kim Nhung Đồng Tháp đã đẩy mạnh mở rộng vùng trồng, liên kết với nông dân tạo vùng nguyên liệu canh tác theo tiêu chuẩn sạch và an toàn. Muốn cái sản phẩm nông sản của Việt Nam mình mà được xuất khẩu những cái nước khó tính mà không phụ thuộc vào Trung Quốc thì mình nên làm theo cái những cái an toàn hoặc làm cái về cái hữu cơ. Công ty đã tìm tới An Giang và Đồng Tháp hai tỉnh và cái thêm nữa là cái tỉnh Tiền Giang để kết hợp lại để lựa chọn những cái vùng nào đủ tiêu chuẩn về làm về cái việc giáp hoặc là cái an toàn để làm kết nối thêm những cái vùng nguyên liệu cho nó rộng lớn đủ cái sản lượng để xuất khẩu. Sản xuất sạch đã giúp Việt Nam vươn lên đứng thứ hai ở vùng Đông Nam Á và thứ 15 của thế giới về xuất khẩu hàng nông sản. Nông sản thương hiệu Việt hiện có mặt trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ và cũng đang tiếp tục mở rộng. Sau khi xem cái đoạn phóng sự vừa rồi đó, thì giáo sư có một cái nhận xét như thế nào về cái sự phát triển của nền nông nghiệp xanh sạch an toàn ở cả nước nói chung và của đồng bằng sông Cửu Long nói riêng ạ? Trước hết thì mình phải trở lại cái khái niệm nông nghiệp nghiệp xanh là gì. Thì người ta định nghĩa rất là nhiều cái định nghĩa khác nhau. Yeah. Nhưng mà tôi lấy một cái định nghĩa năm 2010 của tổ chức OECD đó. Thì nó tương đối là khá gần với mình đó, là mình nói một cách đơn giản là nông nghiệp xanh là nông nghiệp mà trong đó mình tối đa hóa các cái cơ hội của người nông dân đó, để mà khai thác được cái nguồn tài nguyên sạch. Để làm gì? Để chúng ta đạt được cái mục tiêu cuối cùng đó là cái phát triển một cái nông nghiệp nước mình bền vững. Đó là cái định nghĩa như vậy.
trong định nghĩa này thì nó tập trung chủ yếu một cái chuyện là phải bảo vệ môi trường. Nông nghiệp là phải bảo vệ một môi trường. Thì cái này là cái nhận thức mình chưa tới. Mà nếu mình làm được cái này như hôm qua cái clip rồi chúng ta thấy là mình đã làm tương đối là khá tốt. Cái thứ hai là phải tôn trọng, phải hết sức đề cao cái đa dạng sinh thái trong cái môi trường sống của mình. Đó là cái mục tiêu gì. Cho nên cái nông nghiệp hữu cơ mà chúng ta vừa nghe đây á, là nó là một phần thôi, một phần của cái nông nghiệp xanh thôi, chứ không phải là nó là toàn bộ là nông nghiệp xanh là nông nghiệp hữu cơ, không phải. Như vậy thì nếu đứng như gì đó thì tôi thấy rằng là để đánh giá cái này đó, thì mình lấy vào cái đánh giá mà Ngân hàng Thế giới ấy, gần đây ấy, ông mà rất nổi tiếng đó là Stephen Jaffe đó, thì ông đánh giá trong 10 năm gần đây ở Việt Nam mình, ông đánh giá rất là tốt. Ở chúng ta đã thực hiện cái cam kết với quốc tế, cam kết với Liên Hợp Quốc về xây dựng một cái nền nông nghiệp bền vững, bảo vệ cho môi trường. Nhưng mà ông nói rằng đánh giá mức chúng ta đang ở dừng lại cái mức độ là thử nghiệm mà thôi. Bởi vì sao? Vì chúng ta còn rất là nhiều thứ chúng ta không quản lý được cái đầu vào. Cả nông nghiệp nhìn toàn bộ nước là từ cái việc bón phân vô, rồi mình tưới nước, rồi mình cả thuốc sâu, cả tất cả mọi thứ là chúng ta không quản lý được. Xin cảm ơn giáo sư Bùi Chí Bửu. Thưa ông Dương Hùng Đỗ, cũng như được biết là ông đã từng tham gia triển khai nhiều cái mô hình, cái chương trình hỗ trợ phát triển canh tác nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Thì thông qua những cái sự hỗ trợ của mình á, cũng như là sau khi xem cái phóng sự vừa rồi, thì ông có nhận xét như thế nào vậy? Bản thân đã phải đất sạch thì mới sản xuất được các cái sản phẩm sạch, đó là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai nữa này, hiện nay đó, chúng ta thì mới quan niệm đến là kiểm soát được cái thuốc, cái dư thừa của thuốc bảo vệ thực vật thôi, chứ chúng ta chưa đánh giá được cái chất lượng sản phẩm sau thu hoạch. Ví dụ như là nó thiếu vi lượng, đó do chúng ta bón hóa học quá nhiều như LPK chẳng hạn. Nếu chúng ta bón dư đạm nó sẽ dẫn đến giảm đồng, mà chúng ta bón dư lân thì dẫn đến thiếu kẽm, hay dư kali sẽ đồng hóa magie và bo. Thì như vậy cái sản phẩm sau thu hoạch sẽ bị thiếu, mà thiếu cái vi lượng đó thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Tuy nhiên thì cũng được biết theo cái quá trình mà ông đã nghiên cứu và hỗ trợ cho nhiều tỉnh thành, đặc biệt là ở đồng bằng sông Cửu Long, để từng bước chuyển đổi sang cái mô hình canh tác xanh, canh tác sạch, thì theo ông thì ông nhận xét đến thời điểm này thì bà con nông dân đồng bằng sông Cửu Long đã ứng dụng cái mô hình này như thế nào? Trước đây thì cũng ít bà con hiểu đến nhiều, nhưng mà sau này thì được các nhà khoa học, không những bà con nông dân vừa có bàn tay giỏi lại có khối óc thông minh nữa, cho nên là cái sản phẩm chúng ta đã đưa lên vượt cái mức mà canh tác, tức là đạt được cái hiệu quả rất là cao. Thưa giáo sư Bùi Chí Bửu, như ông Dương Hùng Đỗ có nói đó, cái vấn đề quan trọng nhất hiện nay đó là cái nguồn đất ở đồng bằng sông Cửu Long nó đang dần bị thoái hóa, bởi vì trước đây thì nông dân chúng ta sử dụng quá nhiều phân thuốc hóa học, phân mà nó bị ngấm sâu thì làm cho cái chất nó không còn sinh trưởng tốt nữa. Thì đây coi là cảnh quy nghĩ đây là một trong những yếu tố mà đến thời điểm này cái việc mà nhân rộng và phát triển cái mô hình nông nghiệp xanh thì nó không được nhiều như mong muốn của các nhà khoa học như thầy không ạ? Thật sự thì trở lại đồng bằng sông Cửu Long mình một chút á, mình phải nói là đồng bằng sông Cửu Long mình về mặt lịch sử phát triển là đóng góp rất lớn, có vai trò rất lớn đối với đất nước này. Là trong tôi từ lúc tôi làm nông nghiệp thì bây giờ cả đồng bằng mình chỉ có 4 triệu tấn lúa thôi. Bây giờ là 24-25 triệu tấn. Khi đó phân hữu cơ mình sử dụng á, một năm như vậy cả nước mình chỉ năm nay là năm 2021 đó là phải nói là rất là tốt, mình đã sử dụng được tới 2,76 triệu tấn, tăng với cái năm 20 mình tăng 300.000 tấn hữu cơ, là đó là con số rất đáng khuyến khích. Nhưng mà nhìn lại thì cái nông nghiệp hữu cơ của mình á, thì hiện nay cả nước mình chỉ diện tích nó còn rất khiêm tốn, chỉ có 0,28% diện tích thôi. Trong vòng 10 năm vậy mình tăng được có 30%. Và trên thế giới họ đánh giá mình rất cao, bởi vì nói thì nói vậy với cái số lượng diện tích như vậy đó, nhưng mà mình đã góp phần mình đưa cái kim ngạch xuất khẩu hữu cơ mình sang châu Âu và các nước mà nó khó tính đó, đạt được kim ngạch khoảng 340 triệu đô rồi. Thì đó là con số rất là khuyến khích trước cái thách thức của thị trường thế giới. Cái nông sản mình muốn, mà thật ngay cả thị trường trong nước mình nữa, người tiêu dùng ở Việt Nam mình rất thông minh, là người ta không bao giờ người ta chịu ăn những cái gì mà rất nguy hiểm đâu. Và cái xu thế đó nó thay đổi rất là nhanh, cho nên là trong nông nghiệp cũng như phải biến đổi rất thật là nhanh. Và chính cái chủ đề nông nghiệp xanh hôm nay là chủ đề tôi thấy rất là lý thú, bởi vì mình sẽ làm sao để mà mình thay đổi cái người sản xuất phải đáp ứng được cái người tiêu dùng. Mà không phải chỉ tiêu dùng mình ngắm cái thị trường xuất khẩu không đâu, mà ngay cái trong nước mình nữa. Mặc dù giáo sư Bùi Chí Bửu có đưa ra những
cái số liệu cũng như là cái chất lượng mà bà con nông dân chúng ta, nền nông nghiệp chúng ta đang phát triển như thế đó, thì liệu với là một cái diện tích canh tác mà hiện nay đồng bằng sông Cửu Long khá lớn và được xem là vùng kinh tế nông nghiệp trọng điểm của cả nước nữa, thì với những cái thành tích mà chúng ta đưa ra như thế đó, thì có làm hài lòng những nhà nghiên cứu của hai vị diễn giả đã dày công cho cái mô hình canh tác mới này không ạ? Xin mời giáo sư. Thì tôi thấy rằng là mình không nên cực đoan, bởi vì quá trình từ cái một cái nghiên cứu khoa học, thành tựu khoa học đến được cái ruộng của ông nông dân đó là một cái con đường cực kỳ dài. Bởi vì nó là nhận thức một quá trình lâu dài, và đặc biệt bà con nông dân mình nhận thức được vấn đề đó không phải đơn giản. Nó người ta bây giờ nói giờ ông kêu tôi giờ đừng có đốt đồng. Nhưng mà nếu không đốt đồng thì tiền công đâu tôi gom bao rôm ra được. Đang dịch bệnh rầy nâu rất là nặng mà không phun là không được. Tới cái ngưỡng phải phun. Theo cái dự báo của bao nhiêu thực vật phải phun. Nhưng mà đến thì họ dân cái người ta không có tiền, người ta phải mua cái ông đại lý ông bán ông trộn tùm lum hết, ông bắt mua cái combo đó. Gọi combo thuốc đó, rồi xong tới cái cuối vụ mới trả. Thì họ chính vô hình chung như là mình phá hủy một cái cho nên những năm tôi làm với anh em ở bên Malaysia ở diện lúa quốc tế thì cái là gọi là công nghệ sinh thái ruộng lúa bờ hoa để mình thu hút những con ong, những con thiên địch, mình làm sao cân bằng cái sinh thái trên đồng ruộng. Thì tôi rất là tin tưởng rằng là trong tương lai là mình sẽ làm được. Bởi vì bà con nông dân mình làm nhiều cuốn ngoạn mục lắm, mình làm rất là nhiều. Rồi cây ăn trái tự nhiên đột nhiên như là mình lên mình xuất trên 3 tỷ đô là ngon lành, đúng không? Yeah. Rồi phải nói những số mà ngày xưa cái lẹt đẹt vài chục triệu đô mà năm khó vô cùng. Bọn tôi cũng đã nghiên cứu rất là sâu về cái vấn đề này. Khi mà cái dụng mà muốn có sâu, muốn có nấm bệnh á, thì chỉ cần bón dư LBK một chút xíu thì ngày mai có ngay. Nhất là một số các cái cây rau màu. Tại vì nó dư thừa cái sản phẩm như nhất là đạm. Chúng tôi đã nghiên cứu đến muốn mang sâu về nhà rất là dễ. Tức là chỉ cần làm cái động tác là dư thừa thôi, là nó tiêu cực ngay thôi. Sổi rất là nhiều. Tôi nói ví dụ như là trên Tây Nguyên họ trồng tiêu chẳng hạn đó, họ đổ đủ hầm và lằng nào thuốc trừ lấm, thuốc trừ sâu rầy, rồi thuốc trừ bệnh, rồi các loại virus đó. Họ ngờ họ đổ trên đất coi cả một cái vùng đất chết. Mà vùng đất chết thì cây được sao sống? Rõ ràng qua phân tích của ông Dương Hùng Đỗ đó, thì Kính Quy lại nghĩ thế này. Có nhiều yếu tố để từng bước chúng ta hướng đến một cái nền nông nghiệp xanh. Đó là nguồn đất, sâu bệnh, và đặc biệt quan trọng nhất vẫn là cái nhận thức của bà con nông dân. Làm như thế nào để chúng ta cùng từng bước khắc phục để chuyển hướng trong cái vấn đề canh tác, đúng không ạ? Thế nhưng theo nghiên cứu của các nhà khoa học đó thì cho rằng là yếu tố môi trường, biến đổi khí hậu vẫn là rào cản lớn nhất cho cái quá trình canh tác nông nghiệp xanh nó bị gặp khó khăn. Theo ý kiến của giáo sư Bùi Chí Bộ như thế nào? Thật sự thì nó không đúng như vậy. Tại vì là cái mà người ta tổng kết á, tôi dự một cái hội nghị của Bộ Nông nghiệp mình tổ chức gần đây thì có bốn cái hạn chế. Cái thứ nhất á, là mình làm nông nghiệp xanh tương đối trì trệ là do cái mô hình nông nghiệp Việt Nam là nông nghiệp nông hộ nhỏ. Mỗi người hiểu một cách, rồi ông làm lung tung hết, rồi là cũng không có tập hợp lại ruộng đất, chúng ta cũng không có làm thống nhất một cái mô hình, một cái vụ áp dụng một cái tiến bộ kỹ thuật này để mà mình khống chế được như cái con rầy nâu hay là đối với cái bệnh đậu ôn trên lúa mình có thể quản lý một cách rất là tốt, giảm được thuốc sâu, giảm được phân bón vân vân. Thì ở cái nông hộ nhỏ là cực kỳ khó, cái thứ nhất. Đó là cái nhược điểm của Việt Nam mình hiện nay. Cái thứ hai đó là cái nhận thức của người, con người, không phải của nông dân không, ngay cả giới khoa học chúng tôi cũng vậy. Cái nhận thức mình, tôi nói thí dụ như đồng bằng sông Cửu Long mình nói hoài cũng vậy thôi, bây giờ cứ liên tục 3 vụ lúa hoặc 2 vụ mà mình nước cứ ngập như hoài, ông chạc thôi, ông trục rồi ông chạc thôi chứ không có cài. Cho nên là cái polyphenol ở trong đất ở dạng trạng thái hữu cơ nó kềm giữ dinh dưỡng rất là dữ dội, cho nên là mình phải bón phân được nhiều vô lên mới ra cái năng suất. Và chính cái bón phân đó nó làm hại. Cái thứ ba, cái cản thứ ba đó là trình độ khoa học mình. Trước cái biến đổi khí hậu như thế này, thì chúng ta trình độ khoa học, chúng ta nhìn lại cái ngân sách đầu tư của bộ mình rất ít, rất khiêm tốn so với Thái Lan, so với Philippines, so với Indonesia. Tôi thấy rằng mình thấp hơn ta rất nhiều. Và mình cũng hiểu được rằng là bây giờ, bởi vì do cái áp lực của biến đổi khí hậu khô hạn mặn, cho nên bắt buộc chúng ta thấy là nguy cơ về an ninh lương thực quá cao. Chúng ta cứ tống đẩy vô là làm sao mà đưa cái số lượng lên nữa để mà giải quyết vấn đề an ninh lương thực. Thì cái đó là cái khoa học mình bây giờ, như cái nông nghiệp xanh nó nói cái rất rõ là chúng ta phải là tạo một cơ hội tốt nhất, tối đa để mà khai thác được cái tài nguyên thiên nhiên sạch
Và trong tài nguyên sạch đó là cái một cái mô hình công nghệ sinh thái hết sức là mà chúng ta không nghiên cứu gì hết, chúng ta nghiên cứu rất là lơ mơ, chúng ta sẽ không đạt được cái đó, cho nên là chúng ta không có vận hành được. Và cuối cùng đó là cái tài chính của mình, nguồn lực về tài chính. Nguồn lực tài chính bây giờ nói thì nói vậy, các doanh nghiệp mà như anh đây là anh rất muốn làm cách bây giờ anh vay ngân hàng vay kiểu nào, chính phủ thủ tướng thì nói rất là mạnh về đó, nhưng mà khi thực tế anh mình đi vay là nó cũng có cái hệ thống của nó, liên kết nông dân đã khó rồi, bị trục trặc đứt gãy liên tục. Cái khó nữa, khó nhất là đầu ra, sản phẩm bán không được sao, cái nguồn lực tài chính này không có rõ. Cái vấn đề mà giáo sư Bùi Chí Bủ vừa đưa ra đó về cái vấn đề liên kết để thực hiện cái vấn đề mô hình nông nghiệp xanh đó, thì rất là trùng hợp khi mà có một cái khán giả đó là anh Đinh Công Tấn Hào ở tổ sản xuất rau hữu cơ An Tâm, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Khi mà chương trình có giới thiệu đó thì anh Hào cũng gọi điện thoại cho Kính Quy và có đặt câu hỏi cũng rất là hay, phù hợp với lại cái câu hỏi của phần nội dung của thầy Bủ. Nói đến nông nghiệp sạch, nông nghiệp xanh hay nông nghiệp hữu cơ thì ai cũng quan tâm. Các nhà khoa học bao giờ cũng mong muốn đồng hành cùng nhà sản xuất để cho ra những sản phẩm sạch, chất lượng. Còn các doanh nghiệp thì mong muốn gắn liền thương hiệu của mình với những sản phẩm hữu cơ. Còn về phía người tiêu dùng thì cũng sẵn sàng đón nhận nông sản hữu cơ. Tuy nhiên để làm nên thành công thì chắc chắn một mình nông dân khó mà làm được, mà đòi hỏi phải có sự liên kết. Liên kết giữa nông dân trong cùng một hợp tác xã, liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp và liên kết từ người sản xuất đến nhà cung ứng sản phẩm thị trường. Thế nhưng mối liên kết này tôi thấy chưa rõ ràng. Vậy thì nông dân chúng tôi làm thế nào để thực hiện được mối liên kết này, thưa giáo sư Bùi Chí Bủ? Cái câu hỏi rất hay vì nó đến đúng với cái mô hình nông nghiệp Việt Nam hiện nay. Cái mô hình nông nghiệp Việt Nam nó trộn lẫn nhiều thứ, cả nông hộ nhỏ, cả cánh đồng lớn, cả hợp tác hóa, cả những công nghệ cao vân vân. Nhưng điều vướng một cái chỗ là cái số lượng nông hộ nhỏ của mình manh mún phân tán nó quá lớn. Cho nên là cái việc liên kết ấy, là một anh doanh nghiệp không thể nào anh ký một lúc cho mấy ngàn nông dân được. Mà ông chỉ làm một vài ông nông dân thì không có đủ cái để cho thỏa mãn cái thị trường mà để ông bán ra sản phẩm ra. Cho nên đấy là cái bế tắc lớn nhất. Và cái bế tắc này dần dần nó đang giải quyết theo cái luật hợp tác xã 2012 mới ấy. Cho nên là dần dần có những cái tỉnh như Đồng Tháp mình nó có cái lượng hợp tác xã tương đối khá tốt. Nhưng mà vì là cái nông nghiệp hữu cơ nó khi mình hiểu nó một cách quá cực đoan về hữu cơ, về mình phải đi kiểm tra là để làm trắng mấy vụ rồi là trong cái lúc thời gian 2 năm mà không có gì đó thì nông dân bán cho ai, cái đó là cái chết. Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Như vậy thì để muốn làm được những cái điều mà giáo sư Bùi Chí Bủ nói đó thì nhà nước cũng như là trung ương cần có những cái điều kiện tiên quyết nào, chính sách tiên quyết nào để hỗ trợ, thưa ông Dương Đỗ? Cái thứ nhất về mặt hỗ trợ nhà nước chỉ là một phần thôi, mà cái quan trọng nhất người nông dân phải thay đổi ngay và làm nhiều cái quan trọng nhất để làm nó tạo ra cái ô nhiễm môi trường là hiện nay thì chủ yếu là nhất là bà con sử dụng phân bón nó không đúng. Tôi nói ví dụ như cái vùng mà đất nó pH nó khoảng 3-4, nếu mà bà con mang phân bón ra mà bón cánh đồng nó thì cây nó chỉ lấy được 5% thôi, còn 80% làm lại trong đất thì sẽ tạo thành một cái vùng ô nhiễm trầm trọng đó. Rõ ràng là cái mục đích cuối cùng của chuyển đổi sang nền nông nghiệp xanh hữu cơ, tức là hướng cho người nông dân hạn chế lạm dụng cái phân thuốc hóa học và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, phải không ạ? Nhờ đó thì sẽ giúp cho bà con nông dân nâng cao hiệu quả canh tác, giảm được tác động xấu đến môi trường nữa. Vậy thì để hiểu rõ hơn về vấn đề này, xin mời hai diễn giả và khán giả chúng ta cùng theo dõi một đoạn clip ngay sau đây. Ở thành phố Hồng Ngự, hầu như nông dân nào cũng biết đến ông Lê Trường Giang, người tiên phong áp dụng mô hình bón phân dùi, bón lót trước khi gieo xạ. Những mảnh ruộng hơn 10 năm làm 3 vụ của ông, chỉ sau vài mùa bón lót thì đất đã được cải tạo đáng kể. Chi phí sản xuất theo đó cũng ngày càng được kéo giảm bởi lượng phân thuốc cần sử dụng ngày một ít đi. Mình xạ bình thường mà không có cài dùi đó, thì mỗi một công á, thì có thể mình bón phân ở trong cái vụ qua này nó từ 50kg đến 60kg cho một công. Đó, rồi cái lúc mà mình có bón cái phân dùi rồi đó là có thể nó nhẹ lại gần phân nửa, cái rễ nó ăn sâu. Rồi cây lúa nó có sức khỏe, thành ra là cái vụ sâu bệnh thì nó nói chung là nó nhẹ hơn. Còn đây là ruộng lúa OM5451 canh tác theo mô hình trồng lúa thông minh, bón phân một lần cho cả vụ của gia đình ông Nguyễn Giang Lăng, nông dân xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
và loại phân được chọn sử dụng là phân hữu cơ Voi Lân Địa Long. Mô hình canh tác mới cho thấy những ưu điểm vượt trội so với thói quen canh tác truyền thống. Chăm sóc này thì nó khỏe hơn cái truyền thống. Bởi vì mình điện phân rồi xong rồi cứ tới thời điểm mà cần nước thì mình bơm vô rồi thôi, chứ đâu có thấy phân thấy gì nữa. Chỉ đem máy bơm nước cho ngập rồi cái mình bỏ về, nước từ từ dứt xuống rồi dài bữa chắc luôn. Áp dụng cái mô hình này, bón phân một lần này thì từ đầu vụ tới giờ là tôi không có xịt thuốc sâu, coi như là thuốc sâu á, tất cả là không có xịt thuốc sâu. Nhưng mà chỉ ngừa là ngừa cái bệnh đạo ôn với cái đấm dằn thôi. Mình là ngừa thôi chứ cái tỷ lệ nó bệnh là so lại cái ruộng mà mình xài phân hóa học á, thường á thì nói chung là người ta nhiều hơn. Người ta sẽ xịt thuốc sâu 1, 2 hoặc 3 cử thuốc sâu. Rồi thuốc bệnh á, thì người ta cũng sẽ xịt nhiều hơn mình. Những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã làm hiệu quả sản xuất giảm thấp, gây khó khăn hơn đối với nhà nông. Hai mô hình canh tác lúa thông minh, lúa hữu cơ sạch của nông dân Đồng Tháp và Hậu Giang đang tiếp tục được địa phương nhân rộng. Điều đó càng mở ra nhiều cơ hội mới giúp nhà nông vươn lên làm giàu, hướng nền nông nghiệp phát triển bền vững hơn. Thưa ông Dương Hùng Đỗ, trong cái phóng sự vừa rồi đó thì cũng đã ghi nhận được những cái tín hiệu lạc quan từ bà con nông dân. Bà con đã nhận thức tốt hơn về vấn đề là hạn chế việc sử dụng phân thuốc bảo vệ thực vật, phải không ạ? Đây là một cái cách làm để chúng ta nâng cao được hiệu quả canh tác và giảm đi tác động tính xấu cho môi trường. Nhưng nhìn lại trong thời gian qua thì ông thấy là cái việc lạm dụng phân thuốc bảo vệ thực vật nó tác động như thế nào đến cái quá trình mà mình đang hướng đến vấn đề là sản xuất nông nghiệp xanh ạ, thưa ông? Trước đây chúng ta đã có cái phù sa, có hai con sông sông Mekong, con sông Tiền, sông Hậu mang về phù sa rất là nhiều. Đó thì nó rửa đi những cái ô nhiễm trong qua một mùa, xong lại mang lại cái phù sa đấy lại. Nhưng bây giờ thì càng ngày cái thiên nhiên ban tặng chúng ta còn ngày càng bị giảm. Thế thì bà con nông dân phải thay đổi ngay cái hành vi để mà bón phân, rồi giảm cái phân hóa học và bổ sung khoáng cho đất hoặc bổ sung các cái phần hữu cơ cho đất để nuôi đất. Chúng ta nuôi đất để đất nuôi cây, cây nuôi người. Hiện nay cái viện chúng tôi là không sử dụng bất kể loại thuốc bảo vệ thực vật nào. Tôi đang thí nghiệm trong vòng 20 hecta, nhưng mà chúng tôi không sử dụng bất kể loại thuốc bảo vệ thực vật nào. Chúng tôi chỉ điều tiết bằng dinh dưỡng. Khi nó thiếu ăn thì chúng tôi bổ sung các cái khoáng mà nó có nhu cầu. Đó, bổ sung cho đất chứ không phải bổ sung cho cây. Tôi nuôi lại đất để cho trả lại đất những cái gì mà thiên nhiên ban tặng cho nó. Nãy giờ ông Đỗ đã cũng chứng minh được vấn đề là sử dụng cái phân bón hữu cơ vi sinh, đúng không ạ? Để chúng ta từng bước khắc phục cái tình trạng lạm dụng phân thuốc hóa học, đúng không ạ? Thưa giáo sư Bùi Chí Bửu, thực trạng lạm dụng phân bón và thuốc hóa học nó tác động mạnh như thế nào đến phát triển nông nghiệp xanh hiện nay theo góc độ của giáo sư? Là mình đang lạm dụng và mình dùng sai, nó gọi là overuse, misuse mình cũng có luôn. Hai cái là mình đều vướng hết. Thì một cái cuộc thảo luận gần đây với cái giáo sư Dublin ở cái đại học ở Dublin ở Ireland á, ông giáo sư Matthews, ông có góp ý với mình mấy cái thế này này. Một là cái tổ chức lại cái sản xuất của mô hình nông nghiệp Việt Nam mình á, tổ chức lại mình tập trung lại và nông dân được với có sự giúp đỡ của nhà nước, giúp đỡ của nhà khoa học vân vân. Mà không thể nào mà với cái mô hình nông hộ nhỏ cá thể chúng ta làm được trơn tru cả. Thì cái cách làm thứ nhất là chúng ta phải tập hợp lại, hoặc là ở dạng hợp tác hóa, hoặc là một cái doanh nghiệp làm những cánh đồng lớn, mà hoặc là mình làm những cái trang trại lớn để chúng ta thực hiện những quy trình mà chúng ta khuyến cáo. Cái thứ hai đó là hiện nay trên cả thế giới thì họ đang làm cái nó gọi là cái nông nghiệp thông minh, cái smart agriculture. Thì nó dựa vào cái, hoặc là cái mà nói thuật ngữ đúng hơn là cái nông nghiệp chính xác. Ở tại Israel là người ta làm một mô hình rất là giỏi. Và tôi đi sang đó thì tôi thấy rằng là người nông dân hồi xưa rất là sướng. Nhưng mà nó với điều kiện là họ phải được hỗ trợ khoa học kỹ thuật của nhà khoa học. Thì họ có thể là tiết kiệm rất là nhiều về cái tài nguyên nước, tài nguyên về đất, tài nguyên phân bón, tài nguyên về tất cả mọi thứ. Và người ta biết được cái tình hình của sâu bệnh hại và những cái thiên địch nó đang diễn biến cái quần thể trên đồng ruộng của mình để mình điều tiết làm sao có lợi nhất. Phần cuối của chương trình đó là những cái đề xuất kiến nghị của hai vị diễn giả để làm thế nào chúng ta hướng đến nền nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long theo cái hướng là canh tác cát xanh, vâng ạ.
Vậy thì trước hết thì kính quý xin mời ông Như Hùng Đỗ ạ. Chúng ta cần làm gì để hướng nền nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long theo hướng canh tác xanh ạ? Hiện nay mà muốn xử lý cái môi trường, mà muốn làm được cái nông nghiệp xanh tốt, khỏe mạnh để đảm bảo được ra cái sản phẩm sổ hoạch nó có chất lượng cao hơn một ngày, một chất lượng cao hơn, thì phải thay đổi từ người bà con nông dân, rồi đến các nhà khoa học, rồi nhà nước thì biết hỗ trợ đầu tư vào gì, đầu tư vào nghiên cứu nhiều hơn, đầu tư cho các nhà khoa học đứng đại diện cho một tổ chức nào đó. Ví dụ ông phải có gắn liền lên tên tuổi ông vào đấy, ông ấy làm những cái sản phẩm đó ra, những sản phẩm đấy mang lại cho một cái hiệu ích cả đời, và cố gắng để nghiên cứu cho nông dân, gắn liền giữa cái ba bốn nhà vào để mà nghiên cứu cho nó ra cái sản phẩm tốt. Kể cả ngân hàng cũng phải hỗ trợ về tiền. Thì chúng ta muốn làm được cái nông nghiệp sạch ấy, thì chúng ta phải có đất sạch đó, phải có nước sạch đó, rồi có bàn tay và khối óc con người thông minh nhanh nhẹn thì mới ra được cái sản phẩm sạch. Nhưng vậy thì làm thế nào để hướng đến bà con là không lạm dụng phân thuốc hóa học, là hướng đến bà con những cái mô hình sản xuất nãy giờ chúng ta đang bàn, sản xuất sạch, sản xuất thông minh và sản xuất công nghệ cao, thì theo giáo sư tiến sĩ Bùi Chí Bủ, những cái đề xuất của giáo sư như thế nào, và giáo sư sẽ có một cái tâm huyết và một cái đồng hành cùng với bà con như thế nào để chúng ta thực hiện tốt cái mô hình này? Thật sự thì tôi chỉ có một cái kiến nghị rất là ngắn thôi, đó là cái đồng bằng sông Cửu Long mình nói chung, hay là nông nghiệp của cả nước nói chung, là chúng ta đang làm một cái gọi là chuyển đổi xanh. Chuyển đổi xanh là gì? Chuyển đổi xanh có nghĩa là chúng ta phải chuyển đổi, nhất là cái tư duy của ta trước, tư duy về đang sản xuất nông nghiệp sang cái tư duy là kinh tế nông nghiệp, như là Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã từng nói. Bởi vì sao? Bởi vì cái xu thế của thị trường trong nước và thị trường thế giới là tiêu dùng xanh. Nếu chúng ta không chuyển đổi xanh thì chúng ta sẽ không đáp ứng được cái yêu cầu tiêu dùng xanh của người tiêu dùng. Và như vậy thì chúng ta sẽ đạt được một nền kinh tế gọi là kinh tế xanh. Không phải chỉ có nông nghiệp không, có các